À, thì sau đây bên em sẽ trực tiếp là tắm rửa cho em này, chuẩn bị là các bác sẽ chiêm ngưỡng được dòng vân của em này nhá, cực kỳ mê, cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Đấy. Sau đây thì bên em sẽ chờ anh chị là rửa, sau đấy thì em sẽ quay video cho các bác nha. Khu vực bên này là đang tiếp tục là xẻ thêm đường tiếp theo rồi các bác này. Đấy, các bác một xem lại cái tấm đây, ngay gần tấm bìa này, cực kỳ đẹp phải không ạ? Đấy, các bác thấy chưa, cực kỳ mê luôn. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hưng Thịnh Phát Tây Nguyên xin kính chào quý khách. Chúng tôi là cơ sở sản xuất gỗ lớn nhất Tây Nguyên, chuyên sản xuất và cung ứng các sản phẩm gỗ nguyên khối ra thị trường với đa dạng mặt hàng gỗ tự nhiên như bàn ghế gỗ, phản, sập gỗ nguyên khối, ghế sofa, bàn tròn, bàn dài. Được làm từ các loại gỗ quý có tuổi đời thập niên cao như gõ, cẩm hồng, gỗ lim, gỗ lát. Đấy, mặt đẹp. Và cây này là vanh 22, dài là 10 mét, hơn 10 mét. Thì bên em có cắt cái phần này rồi các bác. Dạ, em ở Gia Lai anh ạ. Anh Dương là ở đâu nhỉ anh nhỉ? Vừa mở bát xong tấm đầu tiên cực kỳ đẹp luôn các bạn. Đây, và cùng chiêm ngưỡng em này này. Đấy, cực kỳ đẹp, cực kỳ mê luôn các bạn. Cực kỳ mê luôn các bạn. Đấy. Đấy thì sau đây bên em sẽ trực tiếp là lật cái tấm này lại và sau đấy rửa thì các bác cùng chiêm ngưỡng được cái tấm vừa bóc bát ra đây các bác. Đấy. Đấy, các bác mới xẻ được một đường đầu tiên thôi các bạn. Đấy. Sau đây là các bác thợ là sẽ trực tiếp lật. Thì lật những tấm thế này không hề đơn giản để lật được đâu các bác. Đấy. Đấy.
đẹp không các bác? Các bác nhìn thấy mê không? Ui. Đấy thì sau đây bên em sẽ trực tiếp là rửa cái tấm này các bác này. Rửa sau đấy thì nó sẽ sáng vân và mình thấy được rõ nét thôi các bác ạ. Đấy thì các bác cùng theo dõi cũng như là kết tấm này á. Thì tấm này hiện tại là có giá là 140 nhá. Đấy, nếu các bác nào ok đấy thì các bác nhanh tay, không là những siêu phẩm bên em là thì cực kỳ là đi rất nhanh nhưng các bác nên là rất hiếm. Đấy các bác nhìn từ đầu tấm đến cuối tấm xem, nhìn cực kỳ chun, nhìn rất đẹp phải không ạ? Đấy các bác cùng để ý nè, có rất nhiều caramel ở đây thì đang lấy hình ảnh cũng như là video và gửi đến các bác, rất đông vui luôn các bác. Đấy các bác cùng chiêm ngưỡng là nó cực kỳ đẹp phải không ạ? Đấy. Các bác nhìn thấy mê không? Từ đầu tấm lên cuối tấm. Cái này là dài hơn 7 mét này các bác này. Đấy. Dòng nu cực kỳ chất, cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Tiếp tục bên em sẽ xẻ đường thứ hai nha các bác. Đấy, xẻ đường thứ hai. Đấy thì tấm này thì đấy, các bác cùng xem lại cái phần mở bát đầu tiên. Đấy cực kỳ đẹp, nó sáng. Đấy, cây xoăn tít này là cái này các bác này. Đấy. Thì sau đây thì bên em sẽ xẻ đường thứ hai nha các bác. Xẻ đường thứ hai và các bác cùng đón chờ trong các video tiếp theo nha. Đấy thì sau đây thì bên em sẽ trực tiếp là cẩu cái tấm thứ hai ra các bác. Đấy thì tấm đầu tiên là cực kỳ là đẹp phải không ạ? Các bác cũng được xem ở trước video rồi. Thì sau đây thì bên em sẽ tẩm cẩu cái tấm thứ hai này và sau đấy các bác cùng chiêm ngưỡng là xem là em này là sẽ ra được cái siêu phẩm nào không. Đấy. Ui rồi, vừa bám một đường nhỏ các bác, dính tim, và dính tim nhỏ. Đây, các bác cũng chiêm ngưỡng, nhìn đẹp mê phải không? Đấy, thì sau đây bên em sẽ trực tiếp là tắm rửa cho em này. À, chuẩn bị là các bác sẽ chiêm ngưỡng được dòng vân của em này nhá, cực kỳ mê, cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Đấy. Sau đây thì bên em sẽ chờ anh chị là rửa, sau đấy thì em sẽ quay video cho các bác nha. Khu vực bên này là đang tiếp tục là xẻ thêm đường tiếp theo rồi các bác này. Đấy các bác cùng xem lại cái tấm mà đây ngay gần tấm bìa này, cực kỳ đẹp phải không ạ? Đấy các bác để ý không, cực kỳ mê luôn. Tấm này thế nào?
Rồi đẹp, đẹp đấy các bác ạ. Cái tấm này à, đẹp chun. À, mặt dưới là quá ok, quá đẹp luôn các bác. Đẹp đẹp đây. Ôi các bác nhìn xem này. Giờ tiếp tục là lật cái tấm này lại các bạn. Đó, lật xuống mặt dưới thì cực kỳ đẹp luôn các bạn. Đấy thì khi mà lật thế này á, ôi trời. Đấy, các bạn nhìn được tổng quan. Đấy. Uấy, các bạn nhìn mê không? Đấy, các bác cùng xem này. Cực kỳ đẹp luôn rồi các bác. Đấy. Hiện tại bên em đang trực tiếp là rửa cho cái tấm này các bác. Đấy, rửa đi các bác sẽ nhìn được cái vẻ đẹp của những tấm mà bên em vừa xẻ xong. Cực kỳ mê luôn. Vâng thì bên em vừa xẻ được 3 tấm. 3 tấm thì nếu mà xẻ thêm cái tấm này á mà dày 20 hoặc 22 thì như vậy là có đầu to đầu nhỏ. Như vậy không cân lắm các bạn. Đấy, để nguyên luôn các bạn. Đấy thì đây được 3 tấm. Thì em để ý là tấm này là nó bị ấy này, cực kỳ đẹp. Đấy các bác để ý mặt nó, và nhìn từ xa vào nhìn mặt nó đẹp là 3 tấm. Đây tấm thứ 3 này. Cái tấm bìa ngoài kia là 120. Còn tấm 145. Cái tấm này thì sao ta? À, tấm này 160. Đấy, 3 tấm là dày 22 hết các bạn. Hai tấm 22 và tấm bìa kia thì dày ạ. Đấy. Đấy thì sau đây thì bên em sẽ trực tiếp là xẻ cái khúc này các bác. Đấy các bác để ý là đường tim của nó là cực kỳ là nứt phải không ạ? Thì như vậy thì các bác thử xem là nên xẻ chiều nào thì nó hợp hơn. Đầu bên kia thì em để như là rất nhiều nu luôn các bạn. Đấy, các bác thử xem là để lại bình luận bên dưới là nếu các bác nào từng đi xẻ thì các bác để lại bình luận bên dưới trao đổi cùng em nhá. Thì không hề đơn giản để xẻ những cây mà kiểu là điểm sao cho lợi gố nhất đấy các bác. Không hề đơn giản. Cây này chắc được 3 mét mấy các bác. Chờ lật ra sau đấy thì các bác cùng chiêm ngưỡng cái phần nu bên này nhé. Đấy các bác để ý phần nu bên này. Đấy thì mình sẽ xẻ như thế nào để cho lợi gỗ nhất. Đấy thì không hề đơn giản đâu. Đấy các bác để ý đường tim của nó. Đấy thì sau đây thì em sẽ đứng trên này. Một góc view cực kỳ cao. Đấy, để các bác có thể là nhìn thấy được tổng quan.
tuột tuột bên này gần tuột đây. Ôi giời ơi. Đẹp. Đẹp các bác ơi. Ôi dính. Vâng, cái tấm dài hơn 3 mét này các bác này, cực kỳ đẹp. Đây các bác thử xem này. Mê không ạ? Đấy, hiện tại thì bên em đang tiếp tục là sẽ thêm tấm nữa để xem là nó mở ra được những tác phẩm nào tuyệt vời không. Đấy, thì sau đây em qua bên đấy để các bác cùng chiêm ngưỡng nhé. Đấy, trên mặt này cực kỳ đẹp luôn các bạn. Tuột 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 tuột. Đấy, wow, đẹp đẹp. À đầu kia ơi bạn. Bác để phần này đẹp không? Đầu này hơi bám. Rửa rửa luôn tầm đấy luôn anh. Mặt lên trên đẹp mà. Thank you.